Hôm nay nhà mình có một bữa no nha. Ngon quá. Vô à, để đúng không? Yeah. Rồi, mở nó rồi. Như xì ga kì ghê quá. Ghê quá trời. Là anh? Hôm nay em biết làm sao nữa. Ủa tắt đi ba ơi, nguy hiểm quá trời ơi. Để trong cho nha. Ba ơi, ba lấy cái bình rồi, ra cho chắc cơ. Ba lấy bình dài ra. Rồi trời. Đang ăn mà vậy chắc chết. Ngày nay, kinh tế ngày càng phát triển nên nhu cầu sử dụng các loại nhiên liệu khí đốt của con người ngày một cao. Cái đặc điểm dễ sử dụng, cháy nổ được sử dụng phổ biến nhất trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Tính từ năm 2008 đến tháng 5 năm 2009, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 25 vụ cháy nổ ga trong các hộ gia đình, nhà hàng và các quán ăn, làm bị thương 25 người, thiệt hại về tài sản khoảng 256 triệu đồng. Có mẹ ơi, mẹ vô tắt bếp rồi, mất công luôn. Ngày 5 tháng 5 năm 2008, bếp ga mini ở quán cơm. Ba! Mẹ, bây giờ nhà mình không có lo cháy nổ bếp ga nữa đâu. Con đã có một món quà tặng cho cả gia đình mình rồi. Đó là bếp điện từ cao cấp của Honey's. Rất là dễ dàng sử dụng, lại an toàn đảm bảo, không có sợ cháy nổ nữa nghe. Mẹ, lấy cái nồi lẩu đặt lên. Lấy cái nồi lẩu đặt lên đây nha mẹ. Mẹ ơi, nhà mình chỉ cần đặt nồi lẩu lên bếp nha. Sau đó nhấn một nút lẩu là xong. Mẹ nhấn đi mẹ. Bếp này rất là tiện dụng. Bây giờ gia đình mình không có sợ bị rò rỉ ga hay là cháy nổ, mà lại còn có thể ăn lẩu ngay trên bàn tiệc nữa. Đúng rồi. Mẹ, ngoài ra nha, cái bếp điện từ cao cấp Honey này nè còn có thể nấu được 9 món cơ bản bằng 9 cái nút nhấn này nè mẹ. Mẹ thấy không, lẩu nè, rồi chiên xào nấu, bây giờ tiện dụng ghê không? Dạ, cái này mau sôi quá hả con? Dạ. Lửa cho ba, lửa đi. Mở nước chen. Tất cả người bà luôn. Lấy đồ lau và chuột sạch sẽ. Mở cẩn thận nha mẹ, coi chừng bỏng quá mẹ. Ba mẹ yên tâm nha, bếp điện từ của Honey rất là cao cấp đó, mà rất là an toàn sử dụng nữa. Không? Bếp sử dụng công nghệ cảm ứng điện từ nên là hả mặt bếp hả chỉ nóng nơi cái nồi tiếp xúc với mặt bếp thôi. Còn nước đang sôi như thế này nè, mà con có sờ tay vào mặt bếp như vậy cũng không có sao hết á. Ba mẹ thấy không? Không có nóng. Chị ơi. Sờ đi nè, tay chị sờ nè. Con này không có sao hết nè. Thấy chưa? Chưa. Đúng là không nóng thật ba mẹ à. Nhưng mà chị ơi, cái này xài bằng điện mà lỡ nước tràn ra vậy có làm sao không? Không có sao hết em. Mặt bếp của Honey á được làm bằng kính cao cấp nha, rất là dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Mình chỉ cần lau sơ qua như thế này nè là nó lại sạch sẽ lại rồi, đâu có sao đâu nè, thấy chưa? Ôi, cảm ơn chị hai nha. Tạm biệt ba nội chồng trong nhà nhé. Thôi cả nhà mình ăn đi. Bếp điện từ Honey, an toàn khi sử dụng. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, gọn nhẹ, không chiếm diện tích. Bàn phím điều khiển được việt hóa, dễ dàng sử dụng. Hiển thị bằng màn hình kỹ thuật số. Đa năng với 9 chức năng nấu thông minh. Công tắc tần số cao, nhập khẩu từ Mỹ, giúp bếp thích hợp với dải điện áp không ổn định của Việt Nam. Dễ dàng vệ sinh. Cả gia đình tôi rất vui vẻ và thực sự hài lòng với bếp điện từ cao cấp Honey's. Đó là sự lựa chọn tối ưu cho tất cả gia đình của chúng ta. Khi muốn tìm kiếm một sản phẩm bếp an toàn hơn cho người sử dụng, thay thế bếp ga thông thường. Với Honey's, cuộc sống thật tuyệt. Đúng vậy, vì bếp điện từ triệt tiêu nguy cơ bị cháy nổ. Quý vị sẽ không cần sợ ga bị rò rỉ và cũng sẽ không còn cảm giác trong nhà mình luôn có một cái bom nổ chậm và nó có thể phát ngập bất kỳ lúc nào.
Quý vị đã thấy chúng tôi nấu ăn với món lẩu đúng không nào? Hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng chiếc bếp điện từ chỉ dùng để nấu lẩu, nhưng sự thật không phải là như vậy. Bếp điện từ Honey's có khả năng thay thế bếp ga với các nút bấm được lập trình rất là thông minh để nấu đa dạng rất nhiều loại thức ăn, từ nấu lẩu, cháo, hầm, xào, chiên, và thậm chí chúng ta còn có thể làm cả món nướng nữa. Chắc chắn là như thế rồi. Với chiếc khay nướng như thế này thôi, khi đặt lên bếp chỉ cần nhấn nút như thế này, thế là chúng ta đã hoàn toàn có một buổi tiệc nướng tại nhà. Thật là nhanh và gọn không quý vị? Đúng là như vậy. Quý vị chẳng cần phải ngồi hiền một quạt than để nướng thịt nữa đâu. Còn nếu sử dụng bếp ga thì chắc chắn là không có ngon rồi, vì sẽ bị hôi ga nè. Rồi á hả, thức ăn thì lại chín không có đều và rất là dễ bị cháy nữa. Hơn thế nữa, không như bếp ga, với bếp điện từ Honey's chúng ta có thể sử dụng ở bất kỳ nơi đâu, trong bàn tiệc hoặc là ở ngoài trời. Wow, làm trang nhìn này, tô của chúng ta đang tỏ rần lên, nhìn rất là hấp dẫn phải không nào? Không có đi. Bây giờ Phương Thư sẽ thử với thịt nha. Wow, rất là nhanh Trang ơi, tôm của chúng ta rất là thơm. Không thật, nếu là ăn cho bếp điện từ Honey's thì vừa ngon lại không sợ bị đò rỉ ga trong quá trình sử dụng, thật là tiện lợi phải không quý vị? Chắc chắn rồi, hơn thế nữa do áp dụng công nghệ cảm ứng điện từ, khi nấu nhiệt chỉ truyền trực tiếp đến đáy nồi. Do vậy, mặt bếp không bị nóng, không gây bỏng khi lỡ tay đụng phải mặt bếp như thế này, rất an toàn cho trẻ em. Vệ sinh thì hết sức đơn giản, chỉ cần lấy khăn lau sơ qua là xong, do mặt bếp được làm bằng mặt kính chịu lực. Bây giờ em muốn thử một món thịt nướng chị ơi, chị em miếng nào? Mời Trang. Thịt nướng rất là ngon. Ủa nhìn thơm quá đi. Hấp dẫn quá. Trang thấy như thế nào? Ngon quá chị ơi, rất là mềm. Cuối tuần này em sẽ đãi cả nhà món thịt nướng. Để em gọi mấy bạn em nữa, em được khoe á, biết được. Cái bếp điện từ nhà mình nó thật sự rất là tiện lợi như thế nào. Bếp điện từ Honey's, an toàn khi sử dụng. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại. Gọn nhẹ, không chiếm diện tích. Bàn phím điều khiển được việt hóa, dễ dàng sử dụng. Hiển thị bằng màn hình kỹ thuật số. Đa năng với 9 chức năng nấu thông minh. Công tắc tần số cao, nhập khẩu từ Mỹ, giúp bếp thích hợp với dải điện áp không ổn định của Việt Nam. Dễ dàng vệ sinh. Mà không sợ bị rò rỉ ga hay gây cháy nổ trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, với thiết kế nhỏ gọn như thế này, có ít diện tích trong bếp, thì chắc chắn rằng bếp điện từ Honey's sẽ là một sản phẩm không thể thiếu trong mọi gia đình rồi, phải không nào? Nãy giờ chắc quý vị đã thấy bếp điện từ Honey's nấu các món như là món lẩu, món nướng rất là ngon và lại nhanh nữa. Nhưng quý vị đừng lo lắng khi nấu các món chiên, xào hoặc là kho. Bếp có những 9 chức năng nấu thông minh nên có thể giúp chúng ta nấu tất cả các món như một chiếc bếp ga thông thường. Các chức năng này giúp cho quý vị tùy chỉnh nhiệt độ bếp theo như nhu cầu nấu ăn của mình. Nếu như muốn xào thì chỉ cần chọn nút xào. Và bây giờ Đàm Trang và Quỳnh Thư sẽ xào thử món rau củ quả cho quý vị cùng xem nhé. Cho hấp dẫn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ xin tỏi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào kia. Nhiệt độ đã giảm xuống phù hợp để xào nên món xào của Đàm Trang và Quỳnh Thư trông rất ngon không quý vị? Chẳng khác nào chúng ta đang xào trên bếp ga, nhưng với bếp điện từ Honey thì an toàn và dễ sử dụng hơn rất là nhiều. Chỉ cần bấm nhẹ vào các nút chức năng này, thế là xong. Còn bây giờ Quỳnh Thư sẽ thử chiên trứng với chức năng chiên các bạn nhé. Với công nghệ One Touch Easy giúp cho quý vị chỉ cần với một nút nhấn như thế này thì bếp sẽ tự động điều chỉnh thích hợp cho việc chiên đồ ăn. Wow, món trứng chiên của Quỳnh Thư trông rất là ngon mắt nè, và lại thơm nữa, chắc chắn ăn cũng sẽ rất là ngon miệng nữa. Về lời cách sử dụng thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm rồi nhé.
nhờ vào bàn điều khiển được việc khóa và các nút bấm đã được thiết lập sẵn nhiệt độ phù hợp với từng loại món ăn của người Việt Nam nên rất dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, bếp Hamis còn có nút điều chỉnh để gia giảm nhiệt độ phù hợp với cách nấu ăn của từng món ăn người Việt. Nhưng với dải điện áp không ổn định của Việt Nam, điện áp luôn tăng giảm bất thường, làm cho nhiều bếp điện từ hay tự ngắt khi điện áp giảm. Điều đó làm cho người tiêu dùng cảm thấy rất là phiền phức khi sử dụng bếp điện từ đấy, chị Hương à. Đúng vậy đó Đàm Giang ơi, nhưng với bếp điện từ Honey thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Bếp điện từ Honey sử dụng công nghệ IGBT là công tắc tần số cao được nhập khẩu từ Mỹ nên điện áp có giảm xuống 88V hay tăng đột ngột lên đến 280V thì bếp vẫn hoạt động rất là bình thường, không hề có chuyện bị ngắt điện đột ngột như các bếp điện từ khác. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngay cả khi những nơi có điện áp rất là thấp như vùng sâu vùng xa chẳng hạn vẫn sử dụng được sản phẩm này đấy. Thật là tuyệt đúng không Đàm Giang? Bạn Quỳnh Thư biết không, ngoài ra thiết kế của bếp cũng rất là sang trọng. Bề mặt bếp được làm bằng kính, hoa văn được thiết kế rất đẹp và mang đậm chất Việt nữa này. Lại còn có tay cầm nữa chứ, rất tiện lợi khi di chuyển và hữu ích cho mọi gia đình. Cho dù nhà bếp lớn hay là nhỏ cũng không sao, vì sản phẩm của chúng ta rất là gọn và nhẹ nhàng đúng không? Bếp điện từ còn giúp tiết kiệm thời gian của bạn khi có chức năng hẹn giờ. Quý vị đặt nồi lên bếp, hẹn thời gian hầm thức ăn về để có thể ngồi đọc báo, xem TV hoặc tận dụng thời gian này để làm việc khác mà không cần lo đến việc quên tắt bếp vì gây cháy nổ rất là nguy hiểm. Bếp ga thì không bao giờ làm được điều này đúng không nào? Đúng vậy, màn hình kỹ thuật số cũng là một ưu điểm vượt trội của bếp điện từ so với bếp ga. Để quý vị quyết định thay thế bếp ga nhà bạn bằng chiếc bếp điện từ cao cấp Honey này đấy. Quý vị có thể nhìn vào màn hình để biết nhiệt độ của bếp mà không cần phải nhìn vào ngọn lửa như đối với bếp ga thông thường nữa đâu. Bếp điện từ Honey, an toàn khi sử dụng. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại. Gọn nhẹ, không chiếm diện tích. Bàn phím điều khiển được việt hóa, dễ dàng sử dụng. Hiển thị bằng màn hình kỹ thuật số. Đa năng với 9 chức năng nấu thông minh. Công tắc tần số cao, nhập khẩu từ Mỹ, giúp bếp thích hợp với dải điện áp không ổn định của Việt Nam. Dễ dàng vệ sinh. Còn một điểm nữa ở bếp điện từ mà mọi người đều rất thích, đó là rất là dễ dàng vệ sinh. Mặt bếp chỉ là một mặt phẳng nên sau khi nấu ăn xong chỉ cần lấy khăn lau sơ qua như thế này là mặt bếp của chúng ta lại sáng bóng như mới, nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian. Và nếu khi đang nấu ăn mà lỡ làm trào thức ăn trào bếp thì chỉ cần lấy khăn lau nhẹ là sạch phải không chị Minh Thư? Đúng vậy đó, Đàm Trang ơi, ngay cả khi bếp đang hoạt động thì chúng ta cũng có thể lau xung quanh mặt bếp như thế này mà không có sợ bất kỳ điều gì hết, không có sợ bỏng tay đâu nha. Thậm chí cho dù quý vị bỏ hẳn tay trần xuống mặt bếp thế này thì cũng không sao cả. Wow, lại thêm một tính năng rất là an toàn cho người sử dụng của bếp điện từ Honey. Nhiệt độ của bếp chỉ nằm ở mặt tiếp xúc với đáy nồi nên cho dù nước sôi thì quý vị có thể sờ xung quanh mà không hề nóng chút nào. Thậm chí khi Quỳnh Thư bỏ nồi nước sôi ra, ngay lập tức sờ tay lên mặt bếp như thế này thì vẫn không hề bị phỏng. Không thể có loại bếp nào vừa an toàn đến thế cho gia đình nhà bạn đâu. Giờ đây chẳng còn lo gì giá ga tăng đến chóng mặt. Không cần phải tính toán xem ga của chúng ta có được đông đủ ký hay là an toàn khi sử dụng hay không. Không cần phải nhớ tắt bình ga mỗi khi nấu ăn xong. Cũng chẳng cần phải nơm nớp lo sợ sự cố rò rỉ ga gây cháy nổ trong gia đình của chúng ta rất là nguy hiểm cho tính mạng của tất cả các thành viên trong gia đình. Bạn sẽ loại bỏ được mọi lo lắng muộn phiền này khi sử dụng bếp điện từ Honey. Không chỉ phù hợp với dải điện áp không ổn định của Việt Nam, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, bàn phím điều khiển bằng tiếng Việt. Ngoài ra, sản phẩm được bảo hành tới 15 tháng, chứ không phải là 12 tháng như các bếp từ thông thường khác. Hơn thế nữa, quý vị còn được tặng kèm nồi lẩu inox đi kèm với sản phẩm khi quý vị mua bếp điện từ Honey của chúng tôi. Rất nhiều các ưu điểm vượt trội của bếp điện từ Honey chắc hẳn đã thuyết phục được tất cả các gia đình, phải không nào? Honey, bữa cơm Việt, vang